Thưa quý vị, mới đây, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Bộ tranh gồm 70 bức được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước gửi tham gia cuộc thi sáng tác từ tháng 10 năm 2023. Bộ tranh cổ động được phát hành nhằm tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Thông qua những tác phẩm này nhằm tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ. Mới đây tại Vịnh Thị Nại, thành phố biển Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ thể thao, văn hóa và du lịch Bình Định 2024, Amazing Bình Định Fest 2024. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn khán giả là nhân dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia. Tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 kéo dài từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 với chủ đề chính là tinh hoa đất võ. Sự kiện đã góp phần nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch và tinh thần thể thao của vùng đất con người Bình Định, khẳng định giá trị của vùng đất võ trời văn, nơi kết tinh từ những điều tuyệt vời nhất từ thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa lịch sử hào hùng, con người vốn mộc mạc, cần cù, giản dị, sáng tạo, nhân ái, kiên cường, dũng cảm và đặc biệt rất khẳng khái, hào hiệp. Ngoài ra, tuần lễ còn có các sự kiện chính như lễ hội văn hóa ẩm thực, đêm nhạc quốc tế, đêm võ đài Bình Định, chương trình Aquabay Show, biểu diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái drone light và dù lượn có động cơ, chương trình carnival đường phố, chương trình âm nhạc đường phố và biểu diễn nghệ thuật sáng mãi một tình yêu Quy Nhơn. Vừa qua, lễ hội thanh niên thành phố Hồ Chí Minh 2024 đã chính thức được khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Đây là sự kiện văn hóa mở đầu cho chuỗi hoạt động đa sắc màu của thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024. Lễ hội thanh niên năm 2024 với thông điệp thế hệ mới thích ứng, kết nối và chia sẻ đã mang đến chuỗi sự kiện đầy sôi nổi cho các bạn trẻ, gồm không gian chính như không gian văn hóa nghệ thuật, không gian công nghệ trải nghiệm thế hệ mới, không gian thể dục thể thao và nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, không gian khởi nghiệp lập nghiệp. Trải qua 4 lần tổ chức, lễ hội thanh niên đã trở thành sự kiện văn hóa đa sắc màu của thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, là nơi giao lưu, sân chơi bổ ích, sôi nổi. Năm nay, sự kiện đánh dấu cột mốc mới khi được đầu tư tổ chức với quy mô lớn, hiện đại, đặc biệt là việc tăng cường giao lưu quốc tế với sự tham gia của các thanh niên các nước như Liên bang Nga, Lào, Malaysia. Thưa quý vị, lễ hội Zinco của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu là một trong những lễ hội nước lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam Bộ, được Bộ Văn hóa Thể thao công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia năm 2023. Lễ hội được tổ chức hàng năm với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an và cầu cho ngư dân được mùa biển thuận lợi. Lễ hội Zinco là hoạt động văn hóa tâm linh của người dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tương truyền vào thế kỷ 19, có người thiếu nữ bị tử nạn trên biển và trôi dạt vào bờ biển Long Hải. Bà thường hiển linh phù trợ ngư dân đánh bắt cá nên được ngư dân thờ cúng. Vào năm 1995, Zinco cũng đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm nay, phần lễ ngoài các nghi thức cúng truyền thống, nghi thức thỉnh long vị sẽ được địa phương lắp cầu thang di động để đoàn rước long vị bà lớn, ông Nam Hải và thần hoàng từ biển vào Zinco, khi đến bờ sẽ đi trên cây cầu này. Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 8 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan chiêm bái. Thành phố Tuyên Quang hiện có 14 ngôi đền, trong đó có 12 đền thờ mẫu. Tuyên Quang còn được coi là nơi thờ chính của Mẫu Thoải, mẹ nước lớn nhất cả nước. Các đền thờ mẫu tại Tuyên Quang nổi tiếng linh thiêng là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, thu hút khách tham quan. Lễ hội rước mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La bắt đầu từ huyền thoại về các thánh mẫu vốn là những nàng công chúa con vua, qua du ngoạn thắng cảnh sông Lô mà hiển hóa về trời. Nhân dân lấy chỗ các nàng hiển hóa lập đền Tam Kỳ, nay là đền Hạ thờ chị, và đền Thượng là nơi thờ em. Thánh mẫu đền mẫu Ỷ La là do sự thay đổi về vị trí thờ của người chị. Hàng năm họ gặp nhau hai lần vào trung tuần tháng 2 và tháng 7 âm lịch và cùng kính cáo lên trời. Khi rước bài vị của mẫu từ đền Thượng về đền Ỷ La, về đền Hạ là biểu hiện của sự gặp gỡ đoàn tụ sum họp gia đình của hai chị em Phương Dung và Ngọc Lân công chúa thánh mẫu, được thờ ở trong ba ngôi đền.
Lễ hội ra đời và tồn tại từ lâu đời gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu và được khôi phục tổ chức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm. Năm 2018, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có những hoạt động đặc sắc như khai mạc liên hoan trình diễn thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt năm 2024, tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động văn nghệ thể thao. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa các di tích cấp quốc gia của thành phố Tuyên Quang với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang, hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đón hơn 2,6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch hơn 4.000 tỷ đồng, đóng góp cho GRDP khoảng 5%, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Thưa quý vị, hát khắp gọi là loại hình dân ca đặc sắc của người Tây tại huyện Lục Yên, Yên Bái. Cứ mỗi dịp xuân về hay vào những ngày hội lớn của bản làng, tiếng hát khắp gọi lại vang lên xua tan bao vất vả, vơi đi nỗi mệt nhọc thường ngày. Tiếng hát khắp gọi vẫn đang được các nghệ nhân bảo tồn, lưu truyền như giữ gìn hồn cốt của người Tây nơi đây. Đây là một buổi học ngoại khóa của các em trong câu lạc bộ văn nghệ của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mường La, huyện Lục Yên. Qua những buổi học trực quan được luyện tập và biểu diễn ở những sự kiện văn hóa đã giúp các em rèn luyện kỹ năng hát khắp gọi, được trao truyền những triết lý nhân văn sâu sắc của hát khắp gọi. Từ đó các em ngày càng trân quý, đam mê loại hình văn hóa dân gian độc đáo này. Cháu được tham gia câu lạc bộ then khắp gọi của trường tiểu học trung học cơ sở Mường La, cháu thấy rất vui phấn khởi vì giữ gìn được những bản sắc dân tộc, các làn điệu dân ca của dân tộc Tày của em. Nằm trên mảnh đất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày, bên cạnh việc giảng dạy và học tập theo chương trình giáo dục của ngành, nhà trường đã có nhiều hoạt động thiết thực bảo tồn, truyền bá nhiều làn điệu hát khắp gọi. Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 12 năm 2020. Thì lúc đầu cũng có vài em tham gia thôi. Thì sau này các em cũng thấy cái hoạt động này nó có bổ ích, cho nên các em tham gia ngày càng nhiều. Thật may mắn cho người dân xã Mường La, đến thời điểm này họ vẫn còn báu vật sống là nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn, người hàng đêm sưu tầm ghi chép những điệu hát khắp gọi của. Hiện ông đang lưu giữ trên 300 bài hát khắp, hát then, hát khảm hải, đồng thời còn là người truyền dạy cho nhiều thế hệ học sinh trên địa bàn. Đến nay, người Tày ở Lục Yên còn giữ gìn, lưu truyền rất nhiều bài khắp gọi cổ, với những gửi gắm bao mong ước về cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc thường ngày. Hiện tại bây giờ là tôi đi tìm hiểu, sưu tầm và tôi truyền dạy cho lớp con cháu để lưu giữ, lưu truyền cho muôn đời sau. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh để triển khai thực hiện cái đề án về bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển kinh tế của tỉnh. Văn hóa là hồn cốt dân tộc, thấm nhuần quan điểm này. Huyện Lục Yên đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với phát triển du lịch. Hoa cẩm tú cầu hay còn được gọi là hoa trái tim đã trở thành hình ảnh đầy mê hoặc của Đà Lạt, khiến nhiều du khách quên lối về. Nhưng giờ đây, du khách không cần phải đến thành phố trong sương Đà Lạt, mà ngay tại phường Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội, vườn hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc đang vào kỳ nở rộ. Những cây hoa cẩm tú cầu này đã được nhà vườn đưa từ Đà Lạt ra Hà Nội trồng từ 4 đến 5 năm nay. Dưới tiết trời ấm áp cuối xuân, vườn hoa cẩm tú cầu như một góc Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thủ đô Hà Nội, khiến nhiều người không khỏi mê mẩn chiêm ngưỡng mà phải chụp những bức ảnh thật đẹp. Để tạo không gian thêm phần thu hút và đặc sắc, nhà vườn cũng bố trí thêm nhiều góc chụp để mọi người có thể dễ dàng lưu lại những bức hình kỷ niệm. Hoạt động này không chỉ tạo ra một môi trường lành mạnh, giúp người dân tìm được nơi hòa mình vào thiên nhiên giữa cuộc sống tấp nập mà còn giúp đẩy mạnh phát triển du lịch cho thủ đô.